Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày rét ẩm đã qua, hôm nay các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ bước sang trạng thái rét khô. Tuy không khí lạnh tăng cường và rét đậm, rét hại vẫn hiện diện, nhưng trời khô ráo khiến cho cảm giác cóng buốt cũng phần nào được giảm bớt. Về tình hình nhiệt độ, cao nhất ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ ở quanh mức từ 13 cho đến 15 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 16-17 độ. Như vậy là nhiệt độ cao nhất cũng đã nhích tăng từ 1 đến 2 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua, nhưng trời vẫn rét buốt. Về đêm, cảm giác tê tái càng hiện rõ khi nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức từ 7 cho đến 10 độ tại vùng đồng bằng, tại vùng núi chỉ từ 4 cho đến 7 độ, thậm chí vùng núi cao có nơi còn xuống dưới 0 độ. Chính vì vậy, người dân cần đặc biệt trang bị các biện pháp giữ ấm và chăm sóc sức khỏe cho cơ thể để tránh bị đổ bệnh do thời tiết. Xuôi xuống miền Trung, thời tiết nơi đây có sự phân hóa, càng đi sâu về phía Nam thì ảnh hưởng của không khí lạnh càng giảm và nhiệt độ cũng tăng hơn. Cụ thể, tại Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên trời nhiều mây và có mưa, trời ở ngưỡng rét. Riêng khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, ban ngày có nắng gián đoạn và tiết trời mát mẻ. Về nhiệt độ, Bắc Trung Bộ dao động ở ngưỡng từ 12 cho đến 14 độ, Trung Trung Bộ dao động từ 18 đến 22 độ, cuối cùng từ 24 cho đến 28 độ là mức nhiệt tại khu vực Nam Trung Bộ. Không khí lạnh cũng tác động đến các tỉnh phía Nam, khiến cho nhiệt độ đêm và sáng giảm thấp. Tại vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 14 cho đến 17 độ, có nơi xuống dưới 14 độ, trời rét. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuống dưới 20 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và ven biển nước ta đều có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật từ cấp 8 cho tới cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và ở giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật tới cấp 10, sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét, biển động mạnh. Như vậy là trong ngày hôm nay, rét đậm rét hại vẫn đang tiếp diễn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ ở ngưỡng rét vừa, còn Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn còn nắng gián đoạn, thời tiết ổn định cho các hoạt động dân sinh. Khu vực Bắc Bộ vẫn đang ở trong những ngày rét đậm, rét hại do chịu ảnh hưởng liên tục của không khí lạnh có cường độ mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng đồng bằng và trung du dao động xung quanh mức từ 7 cho đến 10 độ. Khu vực vùng núi là từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ, cho nên băng giá và mưa tuyết vẫn có khả năng xảy ra. Sang đến ngày mai, nhiệt độ ở quanh mức từ 13 cho đến 15 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 16 đến 17 độ. Như vậy là nhiệt độ trưa chiều cũng đã nhích tăng từ 1 đến 2 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua, nhưng trời vẫn rét buốt. Thưa bà con, rét đậm rét hại tại Bắc Bộ như này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là một số đối tượng thủy sản chịu rét kém như là cá rô phi, diêu hồng, tôm càng xanh, do chúng là những động vật biến nhiệt, có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo môi trường. Chính vì thế bà con cần nâng cao các biện pháp chống rét cho thủy sản để đảm bảo hiệu suất và chất lượng đầu ra. Về quản lý ao nuôi, đối với thủy sản nuôi lưu giữ qua đông, nên chọn ao ở nơi khuất gió, có cây cối hoặc là nhà che chắn. Nếu như ao ở hướng gió thì nên đào ao sâu ở hướng bắc để làm nơi cho thủy sản trú ngụ trong mùa rét. Đối với tôm cá đạt kích cỡ thương phẩm nên chủ động thu hoạch để tránh thiệt hại. Về chế độ chăm sóc, trong suốt thời gian trú đông, tuyệt đối không được dùng lưới, các loại phương tiện đánh bắt thủy sản, tránh thủy sản bị xây sát dẫn đến bị nhiễm bệnh. Dọn sạch cỏ rác trong ao và thức ăn thừa ở nơi cho ăn. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có hướng xử lý kịp thời khi có thay đổi bất thường xảy ra. Nhiệt độ thấp trong mùa đông là nguyên nhân làm cho một số loại bệnh phát triển gây bệnh cho thủy sản. Để phòng trị bệnh hiệu quả thì bà con cần phải thả nuôi mật độ vừa phải, tránh bị để ao bị ô nhiễm, dùng chế phẩm sinh học chiết xuất từ lá xoan hoặc là cây châm bầu để trị bệnh. Định kỳ 15 ngày tạt vôi bột với lượng 3 kg trên 1.000 m3, vôi hòa tan trong nước, tạt đều khắp ao.